Nếu người vay tiền chết thì phải làm thế nào? Căn cứ theo luật hình sự thì nó đơn giản như này, chết là hết. Tuy nhiên, đối với luật dân sự thì chết chưa chắc đã là hết nợ. Căn cứ vào điều 615 thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại của Bộ luật dân sự năm 2015 thì nghĩa vụ trả nợ của người chết được chuyển giao lại cho người thừa kế đối với phần di sản mà người chết để lại. Có nghĩa là nếu người chết vẫn còn tài sản thì sau khi chết đi, người thừa kế phần di sản đó phải thực hiện hoàn thành nghĩa vụ trả nợ rồi mới được chia di sản. Theo đó, người thừa kế của người chết có nghĩa vụ trả tiền trong phạm vi di sản của người chết để lại. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp giao kết hợp đồng, các bên có thỏa thuận nghĩa vụ trả nợ phải do chính người vay trả hoặc là có thỏa thuận khác thì nghĩa vụ trả nợ có thể sẽ không bị chuyển giao cho người thừa kế. Và thêm một điều nữa để các chủ nợ yên tâm, nếu như người vay tiền chết thì chủ nợ có quyền yêu cầu người thừa kế của người vay tiền trả tiền. Còn nếu bên thừa kế không trả hoặc là cố tình không trả, bên cho vay có quyền yêu cầu khởi kiện dân sự thì lúc này tòa án có thẩm quyền sẽ đòi lại quyền lợi cho chính các chủ nợ đó.